Hai xin kính chào tất cả quý khách hàng. Và bên cạnh Văn Hội, đó chính là dòng xe Toyota Fortuner phiên bản 2.7 máy xăng được nhập khẩu nguyên chiếc. Và trong clip mới nhất ngày hôm nay, Văn Hội sẽ review cực kỳ là chi tiết cũng như là đánh giá, cùng với đó là cập nhật luôn cái bảng giá tổng chi phí lăn bánh cho dòng xe Fortuner nhập khẩu, để xem rằng là chiếc phiên bản 2.7 máy xăng nhập khẩu thì có những ưu điểm, có những đặc điểm nổi bật là như thế nào. Chúng ta sẽ cùng theo dõi cùng Văn Hội ngay bây giờ. Được Toyota Việt Nam phân phối Fortuner với 7 phiên bản cho thế hệ năm 2021. Và trong clip này thì chúng ta sẽ đi sâu chi tiết và đánh giá chi tiết của hai phiên bản 2.7 máy xăng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Bên cạnh anh chị đó chính là phiên bản 2.7 máy xăng phiên bản 1 cầu 4x2 đó. Chúng ta sẽ cùng đi rất nhanh cái phần bảng giá thôi. Trên màn hình anh chị có thể nhìn thấy ngay được, ở phiên bản máy xăng thì chúng ta có hai tùy chọn. Ở phiên bản máy xăng 2.7 1 cầu sẽ có giá niêm yết là 1 tỷ 130 triệu đồng, trong khi đó là phiên bản 2.7 máy xăng 2 cầu sẽ có giá niêm yết là 1 tỷ 230 triệu đồng. Vậy là lệch nhau 100 triệu. Còn với những cái màu trắng ngọc trai được sơn ánh nhũ 3 lớp như thế này thì sẽ có giá là cộng thêm 8 triệu đồng. Chúng ta sẽ cùng review cực kỳ là chi tiết từ phía đầu xe, nội thất xe cũng như là bên trong bên ngoài xe là như thế nào. Chúng ta sẽ đến phần đầu xe ngay sau đây. Rồi, để mới thấy được rằng là phiên bản 2.7 máy xăng sẽ có cái sự khác biệt là như thế nào với phiên bản máy dầu. Từ phía trên thì nhà sản xuất là trang bị luôn một cái nẹp dọc nóc xe. Rồi di chuyển xuống dưới chúng ta có gì? Với cái nắp capo này, những cái đường gân dập nổi rất là nổi khối, trông chiếc xe khỏe khoắn, thể thao và bề thế lắm. Tiếp đó chúng ta có cái cụm đèn, đó chính là đèn full LED. Đèn full LED kết hợp với giải đèn LED ban ngày, quá ấn tượng luôn. Và có những cái đường viền như thế này. Chúng ta có gì nữa nào? Phần logo ở phiên bản máy xăng này, logo Toyota mạ chrome to bản, sang trọng, nổi khối, với cái mặt ca lăng, với cái mắt cáo như thế này, trông rất là nổi bật. Chúng ta có thêm cái cụm đèn sương mù công nghệ LED kết hợp với cụm cảm biến cảnh báo va chạm trước của cả hai bên. Đèn xi nhan thì sao? Đèn xi nhan được di chuyển xuống phía dưới, cũng dạng công nghệ LED cực kỳ là nổi bật. Và tiếp theo đây đó chính là tổng quan, nhìn rất là bề thế, với khoảng sáng gầm lên đến 279mm, quá là cao luôn, rất là linh hoạt khi mà chúng ta di chuyển. Còn ở phần phía thân xe thì có những đặc điểm gì của cái phiên bản 2.7 này, chúng ta sẽ cùng di chuyển. Đây đó chính là thiết kế phần phía thân xe của chiếc Fortuner phiên bản 2.7 máy xăng. Chúng ta có gì nào? Đầu tiên đến từ chiếc la răng đi. Nhà sản xuất trang bị một la răng với cái thông số, Văn Hội sẽ đọc luôn cho anh chị có thể cập nhật được luôn, 265/65R17. Vậy là la răng của phiên bản 2.7 máy xăng 1 cầu sẽ là 17 inch, trong khi đó là phiên bản 2 cầu sẽ là 18 inch. Vậy là 17 inch thì chúng ta có lợi thế là gì? Đó chính là cái lô lốp này này, nó sẽ béo hơn. Béo hơn thì chắc chắn rồi, êm ái, rất là êm ái đúng không? Khi di chuyển quá là ấn tượng luôn. La răng phay đúc, xe nhập khẩu nguyên chiếc. Chúng ta có gì nữa? Cái phần đèn này được vuốt sang bên sườn như thế này, trông cảm giác rất là khỏe, nổi khối và thể thao. Trên gương thì sao? Nhà sản xuất trang bị luôn một hệ thống đèn xi nhan công nghệ LED tích hợp ở trên gương. Và chắc chắn rồi, nó sẽ rất là nổi bật luôn. Mặt gương chỉnh điện cũng như là gập điện. Tay nắm cửa mạ chrome sang trọng và sáng bóng. Và chắc chắn cũng sẽ tích hợp cái nút bấm của chìa khóa thông minh. Xe trang bị lên đến 4 nút. Vậy 4 nút thì liệu có cốp điện hay không? Lúc nữa chúng ta sẽ di chuyển ra đằng sau. Rồi, nẹp nọc nóc xe chúng ta còn có luôn bệ bước chân lên xuống, được trang bị theo xe luôn chiếc Fortuner 2.7 máy xăng như thế này. Hàng nhập khẩu anh chị ơi, quá chắc luôn, không phải tin được. Dày dặn, chắc chắn, chắc chắn là độ cách âm rất tốt rồi. Chúng ta có gì ở phía đuôi sau đây? Chúng ta có một hệ thống cánh lướt gió ở phía sau. Và điều hay nhất sẽ đến từ chiếc cốp điện. Vậy là xe trang bị luôn một hệ thống
cốp điện theo xe luôn. Để sử dụng thì chúng ta dùng là như thế nào? Chúng ta sẽ giữ 3 giây vào cái phần điều khiển công tắc ở đây này. Rồi, chúng ta sẽ cùng thực hiện. Một là chúng ta sẽ bấm ở tay để vào cái công tắc này. Hai là chúng ta giữ trên chìa. Cũng là đều là những cái cách để chúng ta còn muốn dừng lại, chúng ta có thể bấm một lần vào đây sẽ dừng lại, hoặc là muốn xuống chúng ta có thể bấm bằng công tắc ở đây hoặc là cũng trên chìa khóa. Vậy là phiên bản 2.7 máy xăng cũng đã trang bị luôn một hệ thống cốp điện quá ấn tượng luôn, được trang bị theo xe luôn. Giữ chìa khóa nhá, rất tiện, muốn dừng lại anh chị chỉ cần bấm nhẹ một lần vào đây đó. Giữ 3 giây thì lên hoặc xuống, hoặc là dừng lại chỉ ấn một lần. Giữ 3 giây sẽ lên. Rất tiện luôn, nhiều khi chúng ta đeo chìa khóa hàng người đấy mà. Vậy là phần trong cốp này có gì nào? Chúng ta có một cái công tắc. Anh máy quay sẽ tiến gần hơn. Công tắc để điều khiển này. Cái tay thủy lực điện của cốp điện chắc chắn rồi, hàng nhập khẩu, dày dặn, chắc chắn. Quá ấn tượng luôn. 7 chỗ ngồi. Xe trang bị lên đến cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ ba nữa. Vậy cụ thể bên trong xe có trang bị màn hình CarPlay, màn hình to bản hay không? Chúng ta sẽ vào bên trong. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong nội thất chi tiết của cái phiên bản 2.7 máy xăng, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Chúng ta có gì nào? Ngay từ phần phía tapi cửa, nhà sản xuất trang bị luôn một hệ thống kính điện auto một chạm cho cả 4 kính luôn. Một chạm luôn anh chị nhá. Chỉ cần một chạm thôi là kính đã tự động lên xuống rồi, không cần giữ gì cả. Rồi, hệ thống loa bổng, loa tép ở đây. Hệ thống cụp gương điện cũng như là chỉnh mặt gương điện được trang bị liền theo xe luôn. Khá ấn tượng luôn. Ghế thì sao? Chắc chắn rồi, xe trang bị ghế điện, không chỉ cho người lái đâu ạ, mà còn cả người bên phụ nữa. Ghế da màu đen, chỉ trắng, chỉ trắng nâu như thế này, rất là tuyệt vời luôn. Vô lăng cũng vân gỗ ở phần trên như thế này. Còn cụ thể chi tiết bên trong là như thế nào, anh máy quay sẽ ngồi ở bên trong. Rồi, bên phải thì chúng ta có một đồng hồ vận tốc, cũng như phía dưới đó là báo nhiên liệu xăng. Rất ấn tượng luôn. Chúng ta có gì đây? Chúng ta có một công tắc của đèn pha tự động. Vậy là đèn sẽ tự động luôn nhá. Rồi, lấy chuyển số thể thao trên vô lăng. Bên phải chúng ta có gì? Bên phải chúng ta cũng một lẫy chuyển số và điều chỉnh in time, thời gian theo ý muốn của phần gạt mưa trước và sau. Đây là tổng quan phần điều khiển trên vô lăng. Trên vô lăng thì nhà sản xuất trang bị luôn nút điều khiển volume, tăng giảm âm lượng, chuyển kênh, chuyển hệ, cũng như là kích hoạt giọng nói và thoại rảnh tay. Phần còi, túi khí. Ok, chúng ta có điều khiển lớp layer ở đây. Bấm một lần sẽ về trạng thái ban đầu chẳng hạn. Như thường thường Văn Hội thích để km điện tử này. Hệ thống cruise control, giữ ga tự động theo hành trình. Bấm là chúng sẽ hiển thị ở đây. Khá ấn tượng luôn. Vô lăng của xe là được điều chỉnh lên đến 4 hướng. Chúng ta có gì ở phía ô bên trái này? Một hệ thống cảm biến tiến lùi được trang bị luôn theo xe. Vậy là lên đến 6 mắt này. Cốp điện chúng ta không chỉ giữ bằng chìa khóa mà có thể giữ 5 giây ở đây. Mở nắp bình xăng cũng như là nắp capo. Lúc nữa thì chúng ta sẽ ngắm giao diện cái phần động cơ. Đây là cái phần vô lăng, chỉnh lên đến 4 hướng, kéo ra kéo vào, cao thấp, rất tiện luôn. Còn tổng quan phần màn hình, phần giải trí tuyệt vời nhất sẽ là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Wow. Chúng ta có gì nào? Một màn hình, một màn hình giải trí rất là to bản luôn. Và chắc chắn rồi, sẽ có những cái kết nối như CarPlay và Android Auto. Hệ thống map, bản đồ dẫn đường được trang bị luôn theo xe luôn. Trang bị luôn theo xe bằng tiếng Việt, giọng nói tiếng Việt luôn. Khá ấn tượng. Trong khi đó thì chúng ta vẫn còn có thêm những cái phần Smart Driving để kết nối CarPlay và Android Auto nữa. Chúng ta còn có gì ở những cái phần audio này nhá? Thì chúng ta có từ AM, FM, Bluetooth hoặc là USB và CarPlay, Android Auto. Phía trên thì nhà sản xuất ưu ái vẫn để lại một cái đồng hồ thời gian, cũng như nút cảnh báo này. Và cửa gió rất hay này.
cửa gió là chúng ta có thể ngắt cái gió ở đây được, chứ không chỉ đơn thuần chỉ là hướng gió như thế này đâu. Chúng ta không thích thổi hoặc thổi ít, lượng ít thì chúng ta sẽ giảm bớt đi. Chủ yếu trang bị trên những dòng cao cấp thôi. Hệ thống điều hòa sẽ trang bị là hệ thống điều hòa tự động, tự động chỉnh gió. Và chúng ta sẽ tắt bật luôn cả cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau. Điều hòa hàng ghế sau cũng sẽ điều khiển là auto anh chị nhé. Rồi, chúng ta có gì nữa này? Điều khiển tắt bật, điều hòa, gió trong, sấy kính sau, sấy kính trước, hướng gió và sấy kính trước, cũng như là tắt hẳn điều hòa đi. Một cổng USB và AUX, vẫn để lại AUX, trong khi đó cái USB ở đây cắm rất tiện, nó rất gọn luôn. Chúng ta để cái điện thoại gọn vào trong này, hoặc là những cái hộc đồ như thế này. Và tẩu 12V để chúng ta có thể cắm sạc, cắm cam hành trình. Nhà sản xuất trang bị là hộp số tự động, kết hợp camera lùi, cảm biến lùi. Anh chị có thể nghe thấy, theo xe luôn. Hộp số tự động lên đến 6 cấp với dạng zig zag như thế này. Không chỉ là số trên vô lăng mà chúng ta còn đây, 6 cấp. Anh chị có thể nhìn thấy S6 Sport đúng không? Mà chúng ta sẽ có mấy chế độ lái nào? Chúng ta sẽ có hai chế độ lái, chế độ Eco Mode tiết kiệm xăng, cũng như chế độ Power tăng tốc vượt xe khác. Hệ thống cân bằng điện tử cũng như là kiểm soát lực kéo cũng được trang bị theo xe luôn. Bấm một lần sẽ chúng ta sẽ tắt cái kiểm soát lực kéo, cũng như là giữ 5 giây. Giữ 5 giây thì hệ thống tắt hệ thống cân bằng điện tử. Ok, rất tiện đúng không? Ok, chúng ta có hộc để đồ ở giữa rất rộng, rất to. Rất to đó. Một cái hộc nữa đó chính là hộc lạnh. Hộc này để lạnh, để những chai nước vào đây. Và chắc chắn rồi, cốp phụ. Cốp phụ thì được ưu ái thêm, đó chính là cái khóa. Cái khóa dùng như thế nào thì chúng ta chỉ cần mở cái lẫy ở đây ra thôi. Trong này có một cái chìa cơ này. Này, chúng ta cùng ngắm nhìn chìa khóa của xe luôn. Khá ấn tượng. Ở trên, nhà sản xuất trang bị luôn một hệ thống là gương auto tự on off sáng tối luôn đấy, không chói mắt. Kính râm này để luôn, cũng như là cái phần đèn trần như thế này. Cái trần rất là cao. Và phần điều hòa tự động ở cửa gió hàng ghế thứ hai ở đây, điều chỉnh được cho cả hàng ghế thứ ba. Chúng ta có gì nữa nào? Ở phần này, đó chính là một cổng 12V 120W của cái tẩu. Và nữa chúng ta có thêm cả một cái cổng điện nguồn 220V nhá. 220V anh chị ạ. Nhiều khi chúng ta sạc những cái laptop ở trên này, chỉ cần mua một cái ổ điện Li-wa thôi là anh chị đã có thể sạc những chiếc laptop của mình ở đây rồi. Dùng điện 220V và nói vui mang cả nồi cơm điện đi nấu ăn được. Còn hàng ghế thứ hai ngồi có rộng rãi không? Văn Hội sẽ ngồi đằng sau. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc Fortuner phiên bản 2.7 máy xăng 2021. Chúng ta có những cái cửa gió ở hàng ghế thứ hai, có những cái tựa bấm tay như thế này, rất rộng rãi cái khoảng chân này, khoảng chân ngồi rất dễ chịu anh chị ạ, không gian khá rộng luôn, thoải mái, điều khiển luôn cả điều hòa cũng như đèn trần để đọc sách. Và khoang thứ ba đây, khoang thứ ba như nãy Văn Hội đã quay rồi, nó sẽ rất thoải mái lắm, rất là rộng rãi luôn. Còn nếu mà nhìn từ phía trước ra đằng sau thì đây, cả một cái không gian rộng rãi như thế này, rất là rộng luôn, màu đen sang trọng, lịch lãm. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang phần tổng kết. Trước khi đến với phần tổng kết, chúng ta dành ra khoảng 1 phút thôi để ngắm nhìn khối trái tim động cơ 2.7 máy xăng 4 xi lanh thẳng hàng, quạt gió ly tâm biến thiên theo tốc độ, cũng như là những cái thiết kế cực kỳ là bền bỉ. Động cơ dual VVTi với hai trục cam kép như thế này. Dòng xe nhập khẩu thì anh chị cũng biết rồi, rất dày dặn, rất chắc chắn luôn. Xe sử dụng là dẫn động cầu sau cho phiên bản 1 cầu và dẫn động 2 cầu cho phiên bản là 2.7 4x4. Còn phần tổng chi phí lăn bánh là như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi với Văn Hội ngay bây giờ. Vừa rồi đó chính là cập nhật review tổng quan chi tiết nhất về hình ảnh chi tiết của chiếc Fortuner phiên bản 2.7 máy xăng, dòng xe nhập khẩu mới nhất của Toyota. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tổng chi phí lăn bánh. Như anh chị cũng đã biết, ở một tỉnh đang áp dụng mức thuế là 10%, cũng như là Hà Nội là 12%. Tiền biển số thì Hồ Chí Minh và Hà Nội là 20 triệu và các tỉnh còn lại từ 200.000 đến 2 triệu đồng tùy từng tỉnh, thành phố, cấp, thành phố hay huyện nó. Ví dụ như một chiếc này là 1 tỷ 100
30 triệu với màu trắng ngọc trai cộng thêm 8 triệu đồng, chúng ta ở tỉnh là 10% nữa, thì lăn bánh đâu đó khoảng nhỉnh hơn 1 tỷ 2 một chút thôi, chưa bao gồm các chương trình và quà tặng khuyến mại hấp dẫn. Cũng như Hà Nội thì chúng ta chỉ vui lòng cộng thêm có 20 triệu. Cụ thể thì tổng lăn bánh cho từng vùng miền là như thế nào thì Văn Hội sẽ show lên trên màn hình, và chi tiết khuyến mại cho từng vùng miền ra làm sao, anh chị hãy thật nhanh tay liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới để đội ngũ tư vấn size của chúng tôi có cơ hội được phục vụ và chia sẻ cùng quý khách hàng một cách chi tiết và chu đáo nhất. Đừng quên bấm nút like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video cập nhật bảng giá, review xe nào. Một lần nữa Văn Hội xin trân trọng cảm ơn. Kính chúc quý khách hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.